Sở trụ không chỗ được, tưởng cũng là chẳng có tham sân si, cũng có thể thị hiện không chỗ được thần lợi ý ba nghiệp. Biết được ba nghiệp thanh tịnh đều không chỗ có, vì chẳng có hư vọng cho nên chẳng có sự ràng buộc ba nghiệp. Phàm là sự thị hiện đều là hành sở vô sự, cũng chẳng có tánh, cũng chẳng có nương tựa. Trụ tâm như thật, biết tự tánh vô lượng tâm, biết tự tánh tất cả pháp không đắc không tướng, thâm sâu khó vào. Trụ nơi chánh vị trần như pháp tánh, phương tiện sinh ra mà không có nghiệp báo, chẳng sinh chẳng diệt. Trụ niết bàn giới, trụ tánh vắng lặng, trụ nơi tánh chân thật không tánh, đường lời lẽ dứt bạt, vượt khỏi các thế gian, không có chỗ nương tựa. Trụ nơi tâm trần như thật tướng, biết tự tánh của vô lượng tâm, biết tự tánh của tất cả pháp, không có chỗ được, chẳng có một tướng minh bạch pháp này thâm sâu, khó vào được. Trụ nơi pháp tánh chánh vị chân như thật tướng, sinh ra tất cả pháp môn phương tiện, cũng chẳng có nghiệp, cũng chẳng có báo. Vì như huyễn như hóa, không chẳng chỗ có, cho nên không sinh không diệt. Trụ nơi niết bàn giới, trụ nơi tánh vắng lặng, trụ nơi thật tướng lý thể, đó là tánh của vô tánh. Tại chỗ này chẳng có lời lẽ để nói, đường lời cũng đã dứt bạt, chỗ tâm tưởng hành cũng chẳng còn nữa. Đã vượt khỏi thế gian, chẳng còn chỗ nương tựa. Nhập vào pháp lìa khỏi sự phân biệt, chẳng ràng buộc. Nhập vào pháp tối thắng trí chân thật. Nhập vào pháp chẳng phải chỗ các thế gian biết rõ được pháp xuất thế gian. Đây là Bồ Tát phương tiện khéo léo thị hiện sinh tướng. Nhập vào bản thể của pháp, lìa khỏi phân biệt, chẳng có pháp ràng buộc. Lại nhập vào pháp tối thủ thắng chân thật. Lại nhập vào pháp chẳng phải chỗ các thế gian tất cả chúng sinh minh bạch được pháp xuất thế gian. Đạo lý này là Bồ Tát phương tiện khéo léo thị hiện sinh tướng. Phật tử, Bồ Tát này bèn nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh không tánh làm tánh, tất cả các pháp vô vi làm tánh, tất cả các cõi nước không tướng làm tướng, tất cả ba đời chỉ có lời nói, tất cả lời nói ở trong các pháp không có chỗ nương, tất cả các pháp ở trong lời nói cũng không chỗ nương. Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát này bèn nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh là do bốn đại già hòa hợp mà thành, chẳng có tự tánh làm tự tánh của nó. Tất cả các pháp vốn là vắng lặng, là vô vi mà vô bất vi, cho nên vô vi làm tánh. Tất cả cõi nước vốn là không tướng, vì nghiệp lực của chúng sinh mà hiện tướng. Tất cả ba đời chỉ có giả danh, chỉ có lời nói. Tất cả lời nói ở trong tất cả các pháp chẳng có một chỗ nương tựa chân thật. Hết thảy tất cả các pháp ở trong tất cả lời nói cũng chẳng có một vật chân thật có thể tìm được. Bồ Tát hiểu tất cả pháp như vậy, thảy đều thâm sâu, tất cả thế gian thảy đều vắng lặng, tất cả Phật pháp không chỗ tăng giảm. Phật pháp chẳng khác pháp thế gian, pháp thế gian chẳng khác Phật pháp, Phật pháp thế gian pháp chẳng có tạp loạn, cũng chẳng có khác biệt. Biết rõ pháp giới thể tánh bình đẳng vào khắp ba đời. Bồ Tát thấy tất cả các pháp là không, là giả, tất cả chẳng chấp trước, như vậy mới thấu rõ đạo lý của tất cả các pháp đều là pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Lại thấu rõ tất cả thế gian đều là vắng lặng, lại minh bạch tất cả Phật pháp chẳng có tăng chẳng có giảm. Phật pháp tức là pháp thế gian, pháp thế gian cũng là Phật pháp. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng có nói: Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Tức cũng là đạo lý này, cho nên Phật pháp và thế gian pháp cũng chẳng hai. Khi minh bạch tức là Phật pháp, khi chẳng minh bạch tức là pháp thế gian. Nếu minh bạch thì pháp tại thế gian cũng là pháp xuất thế gian, chứ chẳng phải lìa khỏi pháp thế gian, riêng ngoài có Phật pháp. Phật pháp và thế gian pháp tuy nhiên chẳng tức chẳng lìa, nhưng có điều có vật cùng nhau chẳng chướng ngại, cùng nhau chẳng tạp loạn, cũng chẳng có gì phân biệt. Bồ Tát thấu hiểu biết rõ thể tánh của pháp giới là bình đẳng, khắp vào đời quá khứ, khắp vào đời vị lai, khắp vào đời hiện tại. Vĩnh viễn chẳng xả lìa tâm đại bồ đề, luôn luôn chẳng thối chuyển tâm giáo hóa chúng sinh, dần dần càng tăng trưởng tâm đại bi, làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng xả lìa tâm đại bồ đề mà bảo vệ tâm đại bồ đề, luôn luôn tồn tại tâm giáo hóa chúng sinh. Đức cũng là giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, càng ngày càng tăng trưởng tâm đại bi, có tăng không giảm. Bồ Tát làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh.
Bây giờ Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi chẳng thành thục chúng sinh thì ai sẽ thành thục? Tôi chẳng điều phục chúng sinh thì ai sẽ điều phục? Tôi chẳng giáo hóa chúng sinh thì ai sẽ giáo hóa? Tôi chẳng giác ngộ chúng sinh thì ai sẽ giác ngộ? Tôi chẳng thanh tịnh chúng sinh thì ai sẽ thanh tịnh? Những điều này tôi nói là tôi phải làm. Vì Bồ Tát này tu hạnh thiện hiện, lúc đó Ngài lại nghĩ như vậy: tôi chẳng khiến cho chúng sinh thành thục thì ai có thể khiến cho chúng sinh thành thục? Thành thục chúng sinh là trách nhiệm của tôi phải làm việc thành thục chúng sinh. Tôi chẳng điều phục chúng sinh thì ai sẽ điều phục? Trách nhiệm của tôi là điều phục chúng sinh căng cường, khiến cho chúng sinh căng cường xả bỏ căng cường, cải tà quy chánh. Tôi chẳng giáo hóa chúng sinh thì ai sẽ giáo hóa? Bổn phận của tôi là phải giáo hóa chúng sinh. Tôi chẳng giác ngộ chúng sinh thì ai sẽ giác ngộ? Tất cả chúng sinh đều ở trong biển khổ đen tối, tôi phải khiến cho chúng sinh sớm giác ngộ, phá vô minh, hiển pháp tánh, lìa các sự khổ, đắc được các điều vui. Tôi chẳng thanh tịnh chúng sinh thì ai sẽ thanh tịnh? Tôi phải dùng pháp môn phương tiện khéo léo, khiến cho chúng sinh ở trong đời ác năm trường khôi phục lại nguồn gốc thanh tịnh, diệu trần như tánh, đắc được thanh tịnh. Những điều này là trách nhiệm của tôi phải làm. Lại nghĩ như vậy: nếu tôi tự hiểu pháp thâm sâu này, thì chỉ mình tôi nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được giải thoát, mà các chúng sinh mù tối không mắt và con đường hiểm nạn bị các phiền não ràng buộc, như người bệnh nặng luôn thọ khổ đau, ở trong ngục tham ái không được thoát ra, không thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh cõi vua diêm la, không diệt được khổ, không bỏ được nghiệp ác, luôn ở trong chỗ đen tối chẳng thấy chân thật, luân hồi sinh tử không thoát ra được, trụ ở trong tám nạn bị ô nhiễm cấu dơ, đủ thứ phiền não che lớp chướng ngại tâm, tà kiến mê hoặc, chẳng đi trên con đường chân chánh. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: giả sử chính tôi minh bạch pháp vi diệu thâm sâu này, thì chỉ có mình tôi một mình chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc được giải thoát, song chúng sinh đều chẳng đắc được, mà tất cả chúng sinh giống như người mù ở trong đen tối, đi vào trong con đường nguy hiểm. Do đó, người mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm rớt vực thẳm, đây là cảnh giới nhiều nguy hiểm. Chúng sinh vì tất cả vô minh phiền não ràng buộc nên chẳng được tự tại, giống như người bệnh nặng thường thọ các thống khổ, ở trong ngục tham ái không thoát khỏi được lưới dục, cũng không thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh ba đường ác, mà phải bị vua Diêm La cai quản, không thể tiêu diệt được các khổ đau, không muốn xả bỏ nghiệp ác đã tạo, thường ở trong vô minh đen tối chẳng thấy đạo lý chân thật, ở trong sáu nẻo luân hồi lưu truyền sinh tử chẳng có lúc nào thoát ra được, trù ở trong tám nạn, đó là 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. Bắc Câu Lưu Châu. Châu này rất sung sướng nhưng chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp tăng. 5. Trời trường thọ, tầng trời thứ 30 thuộc sắc giới. 6. Đùi điếc cầm, 7. Thế trí biện thông, 8. Trước Phật sau Phật. Trong tám nạn này rất khó nghe được Phật pháp, cho nên gọi là tám nạn. Vì tất cả pháp nhiễm ô chẳng thanh tịnh với khốn, có đủ thứ phiền não che lớp chướng ngại chân tâm, bị tà trì tà kiến mê hoặc, nên chẳng đi trên con đường chân chánh. Bồ Tát quán các chúng sinh như vậy bèn tự nghĩ rằng: nếu chúng sinh này chưa thành thục, chưa điều phục, bỏ mà thủ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên. Trước hết tôi phải giáo hóa chúng sinh nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, thực hành Bồ Tát hạnh. Ai chưa thành thục thì trước hết khiến cho thành thục, ai chưa điều phục thì trước hết khiến cho được điều phục. Vị Bồ Tát này dùng pháp vừa nói ở trên để quán tưởng đủ thứ, để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, lại suy ngẫm như vậy: giả sử chúng sinh này chưa thành thục, chưa điều phục, mà tôi xả bỏ họ, tự mình chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là việc không nên làm. Trước hết tôi phải giáo hóa chúng sinh trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, để tu hành hạnh môn Bồ Tát tu. Chúng sinh chưa thành thục thì trước hết khiến cho họ thành Phật đạo, chúng sinh chưa điều phục thì trước hết khiến cho họ được điều phục phiền não. Bồ Tát này trụ nơi hạnh này thì chư thiên Ma Vương, Phạm Vương, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả thế gian cả Thát Bà, Atula vân vân, nếu như họ thấy được cùng ở tạm với nhau, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường và tạm thời nghe danh hiệu, một khi lọt vào trong tầm người đó thì những việc làm đó đều chẳng lưỡng uổng, nhất định sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát tu hạnh thiện hiện
Khi trụ nơi hạnh môn này, thì tất cả chư thiên Ma Vương, Phạm Vương, Sa Môn, Bà La Môn, vân vân, cùng với tất cả thế gian, Càn Thất Bà, Atula, vân vân, nếu như họ thấy được vị Bồ Tát này, hoặc tạm thời ở chung với vị Bồ Tát này, hoặc hay cung kính, tôn trọng, thừa sự cúng dường, và tạm thời tài nghe danh hiệu của vị Bồ Tát này trải qua trong tâm niệm, thì những việc làm như vậy đều chẳng trôi qua lãng phí, chẳng lúng uổng, nhất định sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là hạnh thiện hiện thứ 6 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây tức là hạnh thiện hiện thứ 6 của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh vô trước của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, gì là hạnh môn vô trước của Đại Bồ Tát tu hành? Phật tử, Bồ Tát này dùng tâm vô trước, ở trong niệm niệm và được A Tăng Kỳ thế giới, nghiệm tịnh A Tăng Kỳ thế giới, nơi các thế giới tâm chẳng chấp trước. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát này tu hạnh vô trước, bất cứ ngài làm việc gì đều chẳng có chấp trước. Đối với chúng sinh, thế giới, pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Ngài làm gì cũng chẳng trụ nơi tâm, hành sở vô sự. Ở trong niệm niệm độ thoát chúng sinh, chẳng chấp vào tướng cứu độ chúng sinh. Dùng tâm chẳng chấp trước, ở trong niệm niệm vào được trong các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ, vô lượng số, trải nghiệm thành tịnh các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ. Vị Bồ Tát này tùy nghiệm tịnh mười phương vô lượng thế giới, nhưng tâm của ngài chẳng có chấp trước vào tướng thế giới. Qua đến chỗ các Như Lai, nhiều như số A Tăng Kỳ để cung kính lễ bái, thừa sự cúng dường, dùng A Tăng Kỳ hoa, A Tăng Kỳ hương, A Tăng Kỳ tràng hoa, A Tăng Kỳ hương thoa, hương bổn, y phục, châu báu, tràng phan lọng đẹp, các thứ đồ trang nghiêm, mỗi thứ số nhiều A Tăng Kỳ dùng để cúng dường. Bồ Tát qua đến vô lượng số đạo tràng chư Phật để cung kính chư Phật, lễ bái chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, dùng vô lượng số hoa, vô lượng số hương, vô lượng số tràng hoa, vô lượng số hương thoa, cùng với hương bột, y phục, châu báu, tràng phan lọng đẹp, tất cả đồ trang nghiêm, mỗi thứ đều dùng vô lượng số để cúng dường chư Phật. Cúng dường như vậy, vì pháp rốt ráo chẳng chỗ làm, vì trụ nơi pháp không nghĩ bàn. Bồ Tát dùng vô lượng số vật chất để cúng dường chư Phật, vì pháp rốt ráo chẳng chỗ làm, vì biết rõ trụ nơi pháp không nghĩ bàn. Ở trong niệm niệm thấy vô số các đức Phật, ở chỗ chư Phật tâm chẳng chấp trước, nơi các cõi Phật cũng chẳng chấp trước, nơi tướng tốt của Phật cũng chẳng chấp trước, thấy quang minh của Phật, nghe Phật nói pháp cũng chẳng chấp trước, nơi mười phương thế giới và hết thảy pháp hội của chư Phật Bồ Tát cũng chẳng chấp trước. Nghe Phật pháp rồi, tâm sinh hoan hỷ, trí lực rộng lớn, hay nhiếp thọ hay thực hành các hạnh Bồ Tát, mà nơi Phật pháp tâm cũng chẳng chấp trước. Bồ Tát ở trong niệm niệm đều thấy được vô số chư Phật ở tại đạo tràng của chư Phật tâm chẳng chấp trước, ở trong cõi nước của mỗi vị Phật, hoặc trang nghiêm thanh tịnh, hoặc chẳng trang nghiêm, chẳng thanh tịnh, tâm cũng chẳng chấp trước. Đối với tướng tốt trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật, tâm cũng chẳng chấp trước. Thấy được Phật phóng đủ thứ quang minh, nghe được Phật nói đủ thứ diệu pháp, tâm cũng chẳng chấp trước. Ở trong mười phương thế giới và hết thảy pháp hội thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát, tâm cũng chẳng chấp trước. Nghe Phật nói pháp rồi, tâm sinh hoan hỷ, trí đặc biệt tăng mạnh, sức lực đặc biệt rộng lớn, hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hay hành trì tất cả diệu pháp, hay thực hành hạnh Bồ Tát, mà đối với Phật pháp tâm cũng chẳng chấp trước. Bồ Tát này nơi bất khải thuyết kiếp, thấy bất khải thuyết Đức Phật xuất hiện ra đời, ở mỗi chỗ Đức Phật thừa sự cúng dường, thầy đều biết hết bất khả thuyết kiếp, mà tâm chẳng nhảm đủ, thấy Phật nghe pháp, và thấy Bồ Tát chúng hội trang nghiêm đều chẳng chấp trước, thấy thế giới chẳng thanh tịnh, cũng chẳng chán ghét. Vì Bồ Tát này trong quá khứ bất khả thuyết kiếp, thấy được bất khả thuyết Đức Phật xuất hiện ra đời, ngay ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật, thực sự chư Phật cúng dường chư Phật, đều trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian, tâm cũng chẳng sinh tư tưởng nhảm đủ, thấy được chư Phật và nghe được pháp của Phật nói, cùng với các Bồ Tát chúng hội trang nghiêm. Đối với những cảnh giới này, tâm cũng chẳng chấp trước tướng, thấy thế giới đầy ác năm trược chẳng thanh tịnh, cũng chẳng sinh tâm chán ghét. Tại sao? Vì Bồ Tát này y theo các Phật pháp mà quan sát, ở trong các Phật pháp không dơ không sạch, không tối không sáng, không khác không một, không thật không vọng, không an ổn, không hiểm nạn,
không chánh đạo, không tà đạo. Tại sao Bồ Tát phải như vậy? Vì vị Bồ Tát này ngài y chiếu theo pháp của chư Phật nói mà tu hành, mà quan sát tất cả pháp. Ở trong các Phật pháp cũng chẳng có dơ bẩn, cũng chẳng có sạch sẽ, cũng chẳng có đen tối, cũng chẳng có ánh sáng, cũng chẳng có hai dạng, cũng chẳng có một dạng, cũng chẳng có chân thật, cũng chẳng có hư vọng, chứng được chân thật lý khả, lừa tướng tuyệt duyên, cũng chẳng có chỗ an ổn, cũng chẳng có chỗ hiểm nạn, cũng chẳng có chánh đạo, cũng chẳng có tà đạo, vốn là thanh tịnh, vốn là vắng lặng. Bồ Tát vào sâu pháp giới như vậy, giáo hóa chúng sinh, mà nơi chúng sinh chẳng sinh chấp trước, thọ trì các pháp, mà nơi các pháp chẳng sinh chấp trước, phát tâm bồ đề trụ nơi Phật trụ, mà nơi Phật trụ chẳng sinh chấp trước, tùy có lời nói, mà nơi lời nói tầm chẳng chấp trước, vào cõi chúng sinh, mà nơi cõi chúng sinh tầm chẳng chấp trước, biết rõ tam muội hay vào hay trụ, mà nơi tam muội tầm chẳng chấp trước, qua đến vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc vào hoặc thấy hoặc trụ trong đó, mà nơi cõi Phật tầm chẳng chấp trước, khi bỏ đi cũng chẳng lưu luyến. Bồ Tát thấu rõ pháp giới của tất cả các pháp thâm sâu như vậy, bản thể như hư không. Bồ Tát thường giáo hóa tất cả chúng sinh, tuy nhiên giáo hóa chúng sinh nhưng liều khỏi tướng độ chúng sinh, chẳng sinh tầm chấp trước. Bồ Tát thọ trì pháp của Phật nói, đối với các pháp cũng chẳng sinh tầm chấp trước. Bồ Tát phát tâm đại bồ đề chỗ nơi cảnh giới của Phật trụ, mà đối với cảnh giới của Phật trụ cũng chẳng sinh tầm chấp trước. Tuy nhiên Bồ Tát có lời nói, nhưng đối với lời nói chẳng sinh tầm chấp trước. Bồ Tát vào trong sáu nẻo luân hồi, đối với cõi chúng sinh cũng chẳng sinh tầm chấp trước. Bồ Tát biết rõ tất cả định, hay vào tất cả định, lại hay xuất tất cả định, cũng chẳng sinh tầm chấp trước. Bồ Tát qua đến vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc vào vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc thấy vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, đối với cõi nước chư Phật cũng chẳng sinh tầm chấp trước. Khi lìa khỏi các cõi nước chư Phật cũng chẳng quay đầu lại nhìn, cũng chẳng lưu luyến, không xả bỏ. Đại Bồ Tát vì nhờ không chấp trước như vậy, cho nên ở trong Phật pháp tâm chẳng chớ ngại, thấu rõ Phật Bồ Đề, chứng được pháp tỳ ni, trụ nơi chánh giáo của Phật, tu hạnh Bồ Tát, trụ tâm Bồ Tát, suy ngẫm pháp giải thoát của Bồ Tát, nơi trụ xứ của Bồ Tát tâm chẳng nhiễm trước, nơi pháp Bồ Tát thực hành cũng chẳng chấp trước, thanh tịnh Bồ Tát đạo được thọ Bồ Tát ký. Đại Bồ Tát vì ngài chẳng có chấp trước như vậy, cho nên đối với Phật pháp đều thấu rõ tâm chẳng chướng ngại, lại hiểu biết Phật Bồ Đề, chứng được cảnh giới pháp tỳ ni, tức cũng là chứng được cảnh giới vắng lặng, cảnh giới điều phổ, cảnh giới đối trị, bồ thí đối trị tham sèn, từ bi đối trị sân hận, nhân duyên đối trị ngu si, trụ ở trong chánh giáo của Phật, tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu, thường ghi nhớ tâm trạng của Bồ Tát, tức cũng là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, thường suy ngẫm làm thế nào để đắc được phương pháp giải thoát của Bồ Tát. Đối với nơi trụ xứ của Bồ Tát, tâm chẳng nhiễm trước tham luyến. Đối với pháp môn của Bồ Tát tu hành, tâm cũng chẳng chấp trước. Tóm lại, Bồ Tát đã đạt được cảnh giới người không, pháp không, thanh tịnh đạo của Bồ Tát tu hành, đắc được mười phương chư Phật đến thọ ký cho Bồ Tát. Được thọ ký rồi bèn nghĩ như vậy, phàm phu ngu si không biết không thấy, không tin không hiểu, không thông minh lành lẹ, ngoan cố tham trước, nên điều chuyển trong sinh tử, chẳng cầu được thấy Phật, chẳng theo bậc chỉ dẫn sáng suốt, chẳng tin đấng điều ngự, mê lầm thất lạc, đi vào đường hiểm. Sau khi Bồ Tát được thọ Bồ Tát ký rồi, bèn nghĩ như vậy, phàm phu đều là ngu si, chẳng có trí huệ, vì bị vô minh che lấp cho nên chẳng có tri thức chân chánh, chẳng có kiến giải chân chánh, chẳng có niềm tin chân chánh, chẳng có hiểu biết chân chánh, cũng chẳng thông minh lành lẹ, ngoan cố tham trước, cho nên ở trong sinh tử luân hồi lưu chuyển không ngừng, phàm phu vì ngu si, cho nên chẳng thấu hiểu, chẳng hiểu phương pháp cầu thấy Phật, chẳng tùy theo thiện tri thức chỉ đạo, lại chẳng tín ngưỡng đấng điều ngự Phật, vì mê hoặc con đường chân chánh, cho nên lầm vào đường hiểm. Tóm lại, ở trong sinh tử luân hồi không dễ gì thoát khỏi ba cõi. Chẳng cung kính vua thập lực, chẳng biết ơn đức Bồ Tát, lưu luyến chỗ ở, nghe các pháp không, tâm rất sợ hãi, xa lìa chánh pháp, trụ nơi tà pháp, bỏ đường bằng phẳng vào đường hiểm nạn, trái với ý Phật, theo ý ma, ở trong các cõi kiên cố chấp trước chẳng xả bỏ. Phàm phu vì ngu si
cho nên chẳng cung kính vua thập lực Phật, cũng chẳng biết ơn đức của Bồ Tát. Bồ Tát ở trong đời đời kiếp kiếp vì chúng sinh mà thọ khổ thọ nạn, nhưng chúng sinh chỉ biết lưu luyến chỗ ở điên đảo của mình, nghe được tất cả các pháp vốn là không, thì trong tâm sinh đại sợ hãi. Tại sao? Vì xa lìa chánh pháp, trụ trong tà pháp, bỏ đường bằng phẳng mà đi vào đường hiểm chặt hẹp chẳng bằng phẳng, tức cũng là ba đường ác. Chúng sinh trái với ý của Phật, Phật để lại tam tạng 12 bộ kinh điển dạy chúng ta tu hành như thế nào để có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng chúng sinh ngu si chẳng tu hành, mà còn tùy theo ý ma chạy loạn điên đảo, ở trong tam giới hải 15 cõi chấp cứng chẳng chịu xả bỏ, do đó nhìn chẳng thấu, buông chẳng được, cho nên chẳng được tự tại. Bồ Tát quan sát các chúng sinh như vậy thì càng tăng trưởng tâm đại bi, sinh ra các căn lành mà chẳng chấp trước. Bồ Tát quan sát tư tưởng và hành vi của tất cả chúng sinh như vậy, càng quan sát chúng sinh thì càng cảm thấy thương xót chúng sinh, cho nên phát tâm muốn giáo hóa chúng sinh, do đó mà sinh tâm đại bi càng ngày càng tăng trưởng, do vậy mà sinh ra tất cả căn lành, chẳng có sự chấp trước tướng tâm đại bi. Bây giờ Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ vì tất cả chúng sinh nơi mười phương thế giới, tại mỗi cõi nước, trải qua bất khả thuyết kiếp, giáo hóa thành thục. Như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cũng đều như vậy, quyết không vì đây mà sinh tâm nhà mỏi mà bỏ đi. Bồ Tát tu hạnh vô trước, bây giờ Ngài lại nghĩ như vậy: tôi sẽ chuyên vì một chúng sinh ở trong mười phương thế giới, tất cả cõi nước, trải qua bất khả thuyết kiếp để giáo hóa chúng sinh này, khiến cho căn lành của họ thành thục. Giáo hóa một chúng sinh là như vậy, giáo hóa tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Tuy trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian, nhưng Bồ Tát chẳng sinh tâm nhà mỏi, chẳng xả bỏ một chúng sinh mà đi, mà dùng pháp môn phương tiện khéo léo để độ chúng sinh có điều khó phục, khiến cho họ liều khổ được vui. Lại dùng đầu sợi lông lường khắp pháp giới, nơi một đầu sợi lông trải qua hết bất khả thuyết kiếp để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Như nơi một đầu sợi lông, nơi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Lại dùng nơi một đầu sợi lông để độ lượng khắp pháp giới, nơi mỗi đầu sợi lông trải qua bất khả thuyết kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh, để điều phục tất cả chúng sinh. Chẳng những nơi một đầu sợi lông là như vậy, mà nơi mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Cho đến chẳng ở nơi thời gian khảy móng tay mà chấp trước cái ta, khỏi cái ta, tưởng nghĩ về cái ta. Cho đến chẳng ở nơi thời gian khảy móng tay mà chấp trước ta đang giáo hóa chúng sinh, cũng chẳng khởi nghĩ tưởng về cái ta. Chỗ này là tôi làm, tháp nọ là tôi xây. Giống như vua Lường Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma: tôi độ rất nhiều tăng chúng, tạo rất nhiều chùa, biên chép rất nhiều kinh điển, như vậy có bao nhiêu công đức? Tổ Đạt Ma nói: chẳng có công đức gì hết. Tại sao phải nói như vậy? Vì có tâm làm công đức là công đức giả, vô tâm làm công đức là công đức thật. Vua Lường Võ Đế chấp trước vào công đức của mình làm, cho nên chẳng có công đức. Tổ Đạt Ma chẳng cho vua Lường Võ Đế đội mũ cao, cho nên ông ta chẳng vui, hai người chẳng khế cơ. Do đó Tổ Đạt Ma rời khỏi Kim Lăng, Nam Kinh, qua sông Trường Giang mà đi về hướng Bắc, đến Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Diện Bích mà tham thiền. Nơi mỗi đầu sợi lông hết kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát, chẳng chấp trước thân, chẳng chấp trước pháp, chẳng chấp trước tâm niệm, chẳng chấp trước nguyện, chẳng chấp trước tam muội, chẳng chấp trước quán sát, chẳng chấp trước định vắng lặng, chẳng chấp trước cảnh giới, chẳng chấp trước giáo hóa điều phục chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào nơi pháp giới. Ở tại nơi mỗi đầu sợi lông đều là hết thuở kiếp vị lai tu Bồ Tát đạo, cũng chẳng chấp trước nơi thân, pháp chấp về cái ta, cũng chẳng chấp trước về pháp chấp, pháp chấp, cũng chẳng chấp trước vào tâm niệm, cũng chẳng chấp trước vào nguyện lực, cũng chẳng chấp trước vào định lực của tà muội, cũng chẳng chấp trước vào trí huệ quán sát, cũng chẳng chấp trước vào thiền định vắng lặng, cũng chẳng chấp trước vào tất cả cảnh giới, cũng chẳng chấp trước vào sự giáo hóa chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào pháp giới giáo hóa chúng sinh. Tại sao? Vì Bồ Tát nghĩ như vậy: tôi nên quan sát pháp giới như huyễn, chư Phật như hình bóng, Bồ Tát hạnh như mộng, Phật nói pháp như tiếng vàng, tất cả thế gian như biến hóa, vì nghiệp báo trì phối, thần khác biệt như huyễn, vì hành vi nghiệp lực sinh khởi, tất cả chúng sinh như tâm,
vì đủ thứ tạp nhiễm, tất cả pháp như thật tế vì không thể biến đổi. Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước nơi tất cả? Vì Bồ Tát vô vi mà vô bất vi, hành xả vô sự, cho nên chẳng chấp nơi tất cả tướng, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên mới suy ngẫm như vậy. Tôi nên quan sát tất cả pháp giới như hiện như hóa, chẳng chân thật mà là hư vọng. Chư Phật giống như hình bóng không thể chấp trước. Tu Bồ Tát hạnh làm những việc lành, lợi ích chúng sinh giống như mộng, bất tất cho là thật. Pháp của Phật nói giống như tiếng vang, cho nên tất cả thế gian đều là biến hóa. Tại sao? Vì do nghiệp báo chi phối, có thân thế khác biệt cũng là hư vọng biến hóa. Vì do hành vi và nghiệp lực sinh khởi, tất cả chúng sinh như tâm. Vì tâm có đủ thứ tạp nhiễm, tất cả Phật Pháp mới là lý thể chân thật bất động, tức cũng là diệu lý thật tướng, vĩnh viễn không thể biến đổi. Lại nghĩ như vậy, tôi nên ở trong mười phương các cõi nước, tận hư không khắp pháp giới, thực hành Bồ Tát hạnh, niệm niệm thấu rõ thông đạt tất cả Phật Pháp, chánh niệm hiện tiền, chẳng có sự thủ trước. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi nên ở trong mười phương các cõi nước, tu hành Bồ Tát hạnh, lợi ích tất cả chúng sinh, ở trong niệm niệm đều thấu rõ thông đạt tất cả Phật Pháp, thường có chánh niệm hiện tiền, mà chẳng có tà niệm hiện tiền, cũng chẳng có tất cả sự thủ trước. Bồ Tát quán thân chẳng có cái ta như vậy, thấy Phật không ngại, vì giáo hóa chúng sinh mà dễ nói các Pháp, khiến cho họ nơi Phật Pháp, phát sinh vô lượng hoan hỷ, tin thanh tịnh, cứu hộ tất cả, tâm chẳng nhà mỏi. Bồ Tát quán sát thân thể của mình như vậy, chẳng có cái ta tồn tại, quán tâm cũng chẳng có cái ta tồn tại, thấy Phật cũng sinh tư tưởng viên dung vô ngại, vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà dễ nói tất cả các Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đối với Phật Pháp phát sinh vô lượng vô biên hoàn hỷ và tâm tình thanh tịnh, đừng sinh tâm nhiễm ô, muốn cứu hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, nhưng trong tâm chẳng sinh mỏi mệt và nhàm chán. Vì không nhàm mỏi, cho nên nơi tất cả thế giới, nếu nơi nào có chúng sinh chưa thành tựu, chưa điều phục, thì thầy đều đi đến nơi đó dùng phương tiện hóa độ. Trong những chúng sinh đó, đủ thứ âm thanh, đủ thứ các nghiệp, đủ thứ thủ trước, đủ thứ thứ bảy, đủ thứ hòa hợp, đủ thứ lưu chuyển, đủ thứ việc làm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ sinh, đủ thứ chết, dùng thệ nguyện lớn an trụ trong đó mà giáo hóa họ. Bồ Tát vì chẳng có khi nào nhàm mỏi, cho nên ở trong tất cả thế giới, như có nơi nào chúng sinh chưa thành tựu Phật quả, chưa được điều phục thân tâm, thì Bồ Tát đều đi đến nơi đó, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa họ. Trong những chúng sinh đó, có đủ thứ âm thanh, có đủ thứ các nghiệp tạo ra, có đủ thứ thủ trước, có đủ thứ thí bày, có đủ thứ thiện ác hòa hợp, có đủ thứ lưu truyền nơi sinh tử, có đủ thứ việc làm, có đủ thứ cảnh giới, có đủ thứ pháp sinh, có đủ thứ pháp chết. Bồ Tát dùng thệ nguyện lớn của mình an trụ ở trong cõi nước đó để giáo hóa điều phục những chúng sinh đó, chẳng khiến cho tâm của họ lay động thối chuyển, cũng chẳng khiến cho sinh một tâm niệm nhiễm trước. Tại sao? Vì đắc được không chỗ chấp trước, không chỗ nương tựa, tự lợi lợi tha, thanh tịnh đầy đủ. Bồ Tát chẳng khiến cho tâm của chúng sinh đối với Tam Bảo có sự lay động, có sự thối chuyển. Đối với chúng sinh dù ở trong một tâm niệm cũng chẳng sinh tư tưởng nhiễm trước. Tại sao? Vì Bồ Tát đắc được trí huệ không chỗ chấp trước và sức lực không chỗ nương tựa, cho nên không sinh một tâm niệm nhiễm trước. Bồ Tát tự mình đắc được lợi ích cũng khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. Do đó, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi khiến cho chúng sinh đắc được thanh tịnh và đầy đủ. Đây tức là tư tưởng và tông chỉ của Bồ Tát. Đó là hạnh vô trước thứ bảy của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây tức là hạnh môn vô trước thứ bảy của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh nan đắc của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì là hạnh nan đắc của Đại Bồ Tát tu hành? Tức là nguyện, nguyện tức là Bồ Đề nguyện trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Bồ Tát này thành tựu căn lành khó được, căn lành có điều phục, căn lành tối thắng, căn lành không thể hoạn, căn lành không ai hơn, căn lành không ai nghĩ bàn,